Sáng nay Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận toàn thể về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, đồng thời kiến nghị giải pháp khắc phục để đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững hơn trong giai đoạn hậu đại dịch. Các đại biểu cho rằng, dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng những bất ổn của tình hình thế giới đã ảnh hưởng lớn đến các biện pháp đã đề ra. Nhưng kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đại biểu cho rằng những thành quả đã đạt được trong thời gian qua cho thấy nền kinh tế nước ta phục hồi khá nhanh với tốc độ tăng trưởng cao hầu hết trên tất cả các lĩnh vực, cho thấy các giải pháp kích cầu của chính phủ đã thực sự phát huy tác dụng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình của đất nước sau đại dịch. Những quyết sách đúng đắn kịp thời, nhất là ngoại giao vaccine, tiêm chủng toàn dân và mở cửa nền kinh tế đúng đúc Đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, đẩy lùi, nền kinh tế được phục hồi và phát triển tốt. Những kết quả đạt được trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn đã khẳng định sự nỗ lực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị được nhân dân cử tri cả nước đánh giá rất cao, đại biểu tin tưởng nền kinh tế nước ta từ nay sẽ rất thuận lợi và phát triển. Điều đáng mừng nữa là có trên 30.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tăng GDP hơn 5%, thu ngân sách cao hơn cùng kỳ nợ công ở mức thấp, kim ngạch xuất khẩu tăng cao, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ cho nền kinh tế, đời sống, việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, giá xăng dầu trong nước không ngừng tăng vọt làm ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống và sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, thu ngân sách vượt dự toán nhưng dự báo thiếu bền vững. Thu từ sử dụng đất tăng cao, đây là nguồn thu bất ổn định là những vấn đề đại biểu băn khoăn mong muốn chính phủ và các bộ ngành có giải pháp khắc phục